đêm thắp nén hương trầm, nguyện cầu tam bảo thường còn thế gian, cho đời hết khổ gian nan. Con nguyện tu học cho đời thêm vui. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn giáo phẩm, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức tăng ni và quý nam nữ Phật tử, thiện hữu tri thức gần xa kính mến. Nhân mùa đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2560, dương lịch năm 2016, để tưởng nhớ công ơn sâu dày của đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, con tỳ kheo Thích Vạn Mạng kính gửi tấm lòng tri ân của mình qua từng lời ca khúc hát với chủ đề Theo Dấu Chân Xưa, hầu đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển trường tồn của ngôi nhà Phật Pháp mà đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật khai mở và được bao đời chư tổ truyền lưu. Kính mong trên quý ngài từ bi quan hỷ chứng minh cho tấm lòng hiếu đạo của con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Xin hãy
kiếp đời đau thương rời xa bể khổ. Tiếng mõ chuông ngàn đời còn vang vọng, nhắc nhở chúng sanh mau tìm về chân lý. Đêm nay nghe lại chuyện đời, tấm gương đức Phật rạng ngời sáng soi. Tìm ra chân lý cao vời, thoát dòng sanh tử để đời đắng cay. Đức Phật xuất thân nơi cung vàng điện ngọc, thái tử Tất Đạt ta tột đỉnh cao vời. Dòng khổ ai nên lìa bỏ cung vàng, đi tìm chân lý sáng soi. Sanh lão bệnh tử là nỗi đau đời, kiếp con người phải còng lưng gánh chiều. Tiếng khóc chào đời như ngầm bao hiu, ngày khởi đầu khổ ai bề trầm luân. Kìa ánh đạo vàng đã sáng soi, đài sen đã nở nghe đời. Nam mô lời niệm Di Đà Phật, cứu rồi cuộc sống kim tiền đã làm cho lòng người đổi thay, nghĩa nhân mờ nhạt. Nhưng giáo lý của Phật Thích Ca vẫn lan tỏa khắp nơi như ngọn đuốc soi tự. Ta phải giữ lòng trong sáng, hướng về hào quang Đức Phật dẫn đường tu. Hãy thoát dòng tục lụy tham sân si, hãy bố thí từ bi không sát sinh. Hãy vật hãy đắm nhùng từng lời kinh tiếng kệ dân vàng, bước đi dưới bóng Phật đài. Sen ngã hương sen hồng, sen nhắc ta chung lòng. Sen trần gian thoáng qua trong
về bên cửa Phật. Đốt nén hương trầm dẫn lên chư Phật chư Tăng. Lời ca này ngọt ngào câu đạo lý, tất lòng chúng con dân trước Phật đài. Xin quỳ trước Đấng Thế Tôn, nguyện theo chân Phật chúng con đổi đời. Nghiệp mênh mông quá trừ là lòng ái dục
bởi lỗi con khi sinh thành tâm sám hối. Lỗi lầm cũng tại do tâm, vô minh khởi niệm luôn trầm xuống. Sao đường trôi dạt lên đến, tâm mê dậy khơi kề bên khổ sầu. Dập trong nắng dài mưa dầu, xưa Phật dạy nhất thiết duy tâm tàu, thiên đường địa ngục cũng tại do ta. Khi tâm mê thì bên giác liền xa, lúc khai ngộ thì là dài. Tìm ra chân lý cứu muôn loài thoát nẻo trần ai. Con xin phát dẫu có muôn châu không đòi tâm nhân từ. Bồ Tí trì giai thể hiện tâm lành, tạo phước đức để tiêu mòn tham dục, tâm đại từ dập tắt lửa sân si. Tinh tấn một lòng dẹp phá lưới mạng nghi, nguyện về tịnh độ đâu tiếc chi cảnh tục. Khai đèn huệ tình tâm trong mỗi lúc, mà ngày đêm niệm Đức Phật
Phật ba đào lặng thiên trắng vàng rồi đến trước thềm hình như gọi khách xuống tìm đường tu. Giác ngộ an vui.
tâm chi đến chuyện thịnh suy dinh nhục. Đời ta có rơi vào cảnh trong nghi đột điều cho nhân xưa mình đã gieo trồng.
độ muôn loài. Mẹ hiền quan thấy âm hạnh nguyện cứu đời, Phật Di Lặc tương lai hạ thế chuyển pháp làm lành cứu độ chúng sanh. Ôi nhiệm màu tâm hỷ xả từ bi, như biển cả mênh mông không cùng tận. Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như con đò, còn các bậc thánh hiền thì thương nhớ ngày đêm. Phải thực hành luôn thể hiện tâm lành, gìn giữ lòng sạch trong ngát hương, tâm tịnh thân dứt nghiệp trần duyên, để đáp đền công ơn thế dòng sông đều chảy về biên ca. Gió tịch lũy phước duyên là nền tảng dựng xây nên đạo nghiệp chân thương. Thiện duyên khai mở tánh nhân từ, lo niệm Phật sanh về cõi Phật, tạo việc lành dân bước đến chân như, gieo thiện nhân sẽ được hưởng phước dư, hành Bồ Tí mà tâm vô dụ lời. Thank you.
và từ đây nối bước theo con đường xưa. Thế Tôn Phật đã đi tìm ánh sáng quang minh, biết bao khổ đau nguy nạn tìm cho mình pháp tu vàng son. Con đường trung nào nhiễm màu chơi như giấy bát văn đào, và bao chân Phật cao siêu đã đưa chúng sanh qua bờ giác tâm từ thoát nơi trầm luân. Chúng con sớm hôm chuyên cần tu pháp màu tư đi đầu tiên. Ngày mai như đóa hoa sen nghe thương cho đời thanh cao. Ngược dòng thời gian con nhớ thương người xưa. Nơi hay Mã Lạp Sơn núi rừng hùng màu liên quan. Khi mới ngày nào Đức Phật Thích Ca cùng các vị tỳ kheo độ đời trong sương gió. Đạo màu nhị đế pháp dung thông, làm tỏ rạng danh tăng Việt Nam muôn thời. Theo dấu chân xưa lòng con luôn ghi nhớ, đạo pháp cuộc đời như ánh sáng dưới hoa sen. Có biết tiền thân Phật tổ là Dương Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa.
các tộc sanh gửi về cho vua cha. Từ nay dân thân tu hành nơi núi rừng nghe tham thì chánh pháp. Năm năm dài tâm sư, sáu năm tu căn trường đấng cài, vẫn không phải mờ lòng từ bi, cứ vớt muôn loài qua bờ tử sanh sâu ly. Bên dòng sông Mỹ Liên mình Phật từ bi minh chứng. Thế kỷ hôm nay ánh đạo vàng sáng tỏa khắp nhân gian, nguyện theo bước chân Ngài. Bốn biển năm châu dòng tiếng kinh cao, quốc thời dân em quân điều vũ thuận, sống cảnh yên bình dưới bóng từ bi. Sẽ không còn ai biết chia ly, anh tự quán giang hòa câu niệm Phật, phiền não vô sẽ không còn trong sanh tử, chỉ còn lại chân tâm thanh tịnh cho đời.
thật lòng. Về được à, từ vô thủy kiếp đơn đắm say thành ngục tự tử sanh gần lao, nên làm chia lìa mang tâm chân chất nghi cũng do nơi mình chạy theo sắc tướng thấm năm làm mê ấy ân vô tận tạo chẳng ai. Ta nay tĩnh tâm tu hành đại hùng thoáng qua bờ mê, từ xưa nay Phật tánh thiên chung bất diệt cùng bất sanh, rõ ràng trí huệ màu linh ôi khó tả công đức vô biên. Nhưng xét ra phiền nào vô minh cũng là quyền ảo, như ảnh trong gương như trăng đời nước chờ có chờ không xin việc vô thường. Như bóng đêm bao phủ đêm trường, khi bình minh lên bóng đêm tan mất, niềm giác liền ngộ Phật đạo. Sanh Phật tánh ta cùng không đổi. Bốn lai Phật tánh vốn vô sanh, vì tâm sanh diệt mới hành pháp tu. Khi niệm khởi sanh ta liền tỉnh giác, thì bóng vô minh lập tức tan. Nằm ngồi niệm sáu chữ hồng danh, đêm với ngày ra sức giữ canh, tâm niệm tai nghe mọi câu tỏi rò. Tình niệm nối nhau cũng như nước chảy, sẽ có một ngày hiện rõ tánh chân. Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật sao?
thành tâm niệm sao dưỡng Di Đà là khai mở hiện bài bản tâm. Phật là giác niệm sâu, chữ hồng danh là niệm giác. Khi tình niệm nối nhau là đã tương ứng với bản giác của ta rồi. Đã quyết tâm thoát biển luân hồi, hãy nhấn chân lên thuyền tịnh độ, niệm Di Đà về chỗ chân như. Phải ngộ rằng Phật tăng vô giai không, niệm Phật là về nơi bất di. Tâm niệm tai nghe rõ ràng, thường biết niệm được nhất tâm thì cực lạc hiển bày. Toàn cảnh trước tâm tình thanh thì hiện cảnh minh thanh. Nguyện trọn đời niệm sao chữ hồng danh, sợ niệm đừng quên thì tâm thanh tình. Nguyện về cõi Phật trần này không dính, phải chí tâm mày mới được viên thành. Chúng sanh còn trầm luân sao nẻo, ta hãy ráng tu hành cho đạo quả viên dung. Đưa người tịnh độ vãng sanh, khuyên người niệm Phật về cùng lạc.
Nghe gió lòng trời thu linh linh
sắc vàng. Hôm nay đi lấy vô làng tâm thành cầu an, nguyện mong sao khắp nơi an bình, người người thương mến nhau như gia đình. Thấp thoáng xa xa nhiều cờ quá rực rỡ, hàng Phật tử khắp nơi về chùa giữ lễ, ai cũng thật trang nghiêm khi cài đó quá. Hồng tay chấp giữ cành sen con thành tâm, thoảng nghe hương trầm mùa du lan bao hiếu. Trời quán hỷ bởi có câu mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Còn cha mẹ cảm thương cho thân phận, ngỡ ngàng khi người bất hạnh lỡ làng xuống trời hiu quạnh, là vàng đã rơi xa cánh hàng ngày mưa thu thảm sầu cõi lòng. Nghe tiếng chuông du lãng trong chùa ngân vang, làm tôi càng miên man với bao nỗi niềm chưa chan. Lòng dặn lòng từ bi khắc ghi những lời pháp âm của tăng ni dạy tu học, làm cho cõi lòng an vui không vương khổ người mê mội. Lời kinh khắc nằm trong tâm, từng câu kể trong mùa du lan. Khi con ve sầu cất tiếng nỉ non trên cành cây trong mùa du lan bao yêu, như hoa quyện ngâm vang như cung đàn réo rắt, lúc nhạc lúc quang khi trầm khi bồng, làm lắng động lòng ta qua lời pháp si.
thành người con biết tu, thành nước dòng suối tơ bi nhờ công đức tăng đi trong ba tháng an cứ đã thiên ban bốn pháp ân điển giúp cho hàng Phật tử gia duyên thêm thấm nhuần giáo pháp.